Và bây giờ thì chúng tôi xin nhận phần sau cùng của buổi nói chuyện hôm nay cho nữ sĩ Ý Lan, một người mà chúng tôi tin rằng sẽ mang lại cho chúng ta những cái điều rất là cảm động trong cái công việc mà chị làm hàng ngày, cũng như là những lời mà chị nói với tất cả chúng ta. Xin mời chị Ý Lan. Dạ, kính bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa anh Ramon Tremosa, kính thưa tất cả những người lãnh đạo các phong trào đấu tranh, lãnh đạo cộng đồng và lãnh đạo các tôn giáo bàn hôm nay, và xin chào tất cả người đồng hương Việt Nam. Ý Lan hay nói là chữ đồng hương là một cái chữ hơi an giang, là bởi vì thật sự Ý Lan thấy rõ ràng là trong cái tâm vóc của Ý Lan không phải là một người Việt Nam. Nhưng mà nếu mà nói cái chữ đồng hương, là bởi vì Ý Lan nghĩ rằng kiếp này là Ý Lan sinh ra là như là một người Tây Phương. Nhưng mà chắc là kiếp trước Ý Lan cũng là trong một cái dòng giống là con rồng cháo tiên của tất cả quý vị Việt Nam đó. Nhưng mà Ý Lan hay nói rằng mình là một người ngoại quốc, nhưng mà không phải là một người ngoại cuộc. Mà có một cái câu ca dao rất là hay nói về cái tình trạng của Ý Lan là: bầu ơi thương lấy bí cùm, tuy rằng khác giống nhưng chung một dạng. Đó là cái dạng cái dạng của một cái lý tưởng cho tự do và cho nhân quyền, dân chủ tại Việt Nam. Thì thật sự Ý Lan là một người ngoại quốc, chưa bao giờ bước chân trên quê hương Việt Nam hết. Nhưng mà có một cái ước mơ thì làm sao Việt Nam sẽ biết được tự do, bao nhiêu đau khổ cho một cái dân tộc. Chị Ý Lan, nếu mà mình chỉ là một người có tấm lòng thôi, không có những cái khả năng nhiều, những người quý vị nhân sĩ ở đây, nhưng mà Ý Lan cũng hứa rằng sẽ làm hết tất cả trong cái khả năng của mình để đem lại tự do và dân chủ cho đất nước của quý vị. Dạ. Hôm nay thật tình Ý Lan hết sức là xúc động bước vào cái nhà hàng Kim Sơn này. Ý Lan có cái cơn xúc động rất là đặc biệt, bởi vì Ý Lan biết rằng tất cả mọi người đến đây hôm nay là đến đây để hỗ trợ cho phòng thông tin, cho Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam. Đó là cái sự xúc động chị Ý Lan rất là nhiều. Mà Ý Lan muốn cảm ơn, bởi vì hôm nay là một cái hôm nay rất là đặc biệt, bởi vì cái buổi gây quỹ hôm nay là sinh ra từ một cái nhóm nhỏ nhưng mà đã ủng hộ ủy ban và muốn làm một cái gì. Thì Ý Lan cũng muốn đặc biệt là cảm ơn cái trưởng ban tổ chức là chị Phổ Chiếu, là một người là cũng chưa có kinh nghiệm trong cái vấn đề tổ chức mà chị đã làm về hết cái tâm lòng của chị, khiến cho Ý Lan hết sức là xúc động. Hôm nay thật là Ý Lan thấy quý vị cũng đói, và người Việt Nam cũng nói là có thực mới vật được đạo đó, thành ra thế nào cũng phải ăn sớm. Ý Lan sẽ nói rất là ngắn thôi, nhưng mà Ý Lan cũng muốn nói là tiếp lời anh ấy nói rằng ai cũng biết là phòng thông tin, ai cũng biết quê mà hay là ủy ban, nhưng mà kết quả được làm một cái gì? Có nhiều người nói rằng 30 năm tranh đấu mà được kết quả cái gì, có đạt được gì? Cộng sản họ vẫn lì, họ vẫn ngồi đó đó, mình đâu có đuổi được cộng sản, tức là mình thất bại. Nhưng mà Ý Lan thấy rằng có rất nhiều trường thành công. Anh ấy nói về cái vấn đề trại cải tạo Khâm Ý Lan, chỉ nói hai vấn đề thôi, là thứ nhất là vấn đề trại cải tạo. Không biết là hôm nay trong căn phòng hôm nay có bao nhiêu người qua đây theo cái diện HO, có ai không? Có ai bị nằm đó ở đây cũng có này, chắc chắn rồi. Ý Lan thấy chắc chắn là có nhiều người, bao nhiêu người nằm ở tù ở Việt Nam. Thì cái chiến dịch đầu tiên của quê mẹ sau 1975 để báo động cho thế giới biết cái tình trạng trong các trại cải tạo tại Việt Nam. Và Ý Lan nhớ rằng ở Paris, ông Phạm Văn Đồng là cái người đi công du trước hết ở bên Pháp, thì ông lên TV để khoe rằng Việt Nam tự do, Việt Nam thắng lợi đủ hết. Nhưng mà bởi vì anh ấy đã cho khi giả biết trước, thành ra khi giả đặt câu hỏi về những cái trại cải tạo tại Việt Nam. Và ông nói là đây là những cái trại mà nghỉ mát, chứ không phải là trại tù hết á. Nhưng mà cái giả họ hỏi đi hỏi lại, mà ông Phạm Đồng ông tức lắm, ông đập bàn đập ghế, mà ông mất mặt. Thì đối với Tây Phương họ bắt đầu chú ý cái tình trạng tại Việt Nam. Thì sau đó như anh ấy nói là chúng tôi đi kiện Hà Nội tại Liên Hiệp Quốc, một cái hồ sơ 500 trang. Và trong đó nói rất là rõ về cái tình trạng
trai cải tạo một ngày đi lao động bao nhiêu giờ, ăn uống là tối thiểu rất là khổ sở. Thì từ từ người Tây phương họ bắt đầu thấy cái tình trạng là của những chế độ và trại cải tạo tại Việt Nam, mà quê mẹ yêu sách phải đóng cửa các trại và phải trả tự do cho những người tù nhân. Và sau cái vụ kiện là 85 tại Liên Hiệp Quốc, thì ông Ronald Reagan, ông có ký một cái hiệp ước với Hà Nội, ký bằng cái Humanitarian Operation, mà cái đó là mình nói tắt là HO đó. Thì trong cái đó nói rằng tất cả những người ở trại cải tạo hơn 3 năm sẽ được qua Hoa Kỳ, và thân nhân của họ sẽ được qua, và 300.000 người và gia đình họ cũng được qua Hoa Kỳ. Mà cái đó cũng là cái kết quả của cái cuộc đấu tranh để trên quốc tế, để họ biết về cái trại cải tạo Việt Nam. Mỹ Lan xin mở ngoặc mà nói rằng cái lúc đó có nhiều người họ nói úp quê mẹ kiện Hà Nội tại Liên Hiệp Quốc giống như là con kiến mà đi kiện cục khoai. Nói như vậy. Nhưng mà thật ra dù là cái nỗ lực thấy rất là khó khăn, nhưng mà sau đó thì 1.000 trại cải tạo đóng cửa tại Việt Nam. Đương nhiên là vẫn còn những cái trại rất là khắc nghiệt, nhưng mà ít nhất 300.000 người HO đã được tự do trên đất Mỹ. Sau đó quê mẹ cũng làm một con tàu cho Việt Nam vớt người trên biển cả, mà Ý Lan cũng nghĩ rằng cũng có nhiều người họ nghe nói về con tàu đảo ánh sáng là đến Mã Lai và cứu người. Mà qua cái chiến dịch của quê mẹ, sau đó có 7 chiếc tàu đi cứu người trên biển cả. Đó, Ý Lan nói là sẽ nói ít mà bắt đầu nói nhiều rồi đó. Bởi vì thật tình Ý Lan say sưa trong cái việc này là vì Ý Lan thấy rằng cái công việc quốc tế, cái công việc báo đồng như ông Raman cũng nói, nếu mà không có người Việt Nam báo đồng cho thế giới biết thì thế giới không bao giờ biết được là có những cái chuyện đau khổ tại Việt Nam. Ý Lan cũng hay nói cái câu mà rất là dễ thương là Việt Nam nói là con phải khóc mẹ mới cho bú. Thì nếu mà con không khóc lên thì là đói luôn, không có biết cái gì hết á. Mà chính cái tiếng khóc của người Việt Nam, cái tiếng gào lên, cái tiếng nói lên là cái chuyện để cho chú ý. Ý Lan có thể nói rằng ông Ramon Tremosa trong cái quốc hội Âu Châu giúp rất là nhiều những cái công việc. Ông là một người rất là khiêm nhường, không có nói khoe nhiều, nhưng mà thật ra ông là có cái nỗ lực rất nhiều trong quốc hội Âu Châu. Thì ông hứa sẽ làm nhiều hơn nữa nếu mà chúng ta là hỗ trợ cho ông. Và thành ra đối với Ý Lan hôm nay thật tình mà xúc động ở cái chỗ là cái phòng thông tin Phật giáo quốc tế đó. Tức là khi mà nói về cái vấn đề là người Việt Nam kia bằng vitamin T đó, tức là cái vấn đề tài chánh đó, hết sức là khó khăn. Tại phòng thông tin thật là bởi vì mình thấy cái quá đau khổ của Việt Nam, thành ra mình có cái nỗ lực giúp. Mình thấy người Mỹ khi mà họ làm cái gì họ tính trước, mình có tiền mình mới làm. Nhưng mà thật phòng thông tin Phật giáo quốc tế là ngược lại, mình thấy người ta quá đau khổ thì mình ráng làm một cái gì. Thì mình làm theo cái kiểu là người Việt Nam nói là ăn buổi tối mà ăn buổi sáng mà lo buổi tối. Mà người ta nói bằng liều cơm mà gắp mắm, mà có khi không thấy mắm đâu mà gọi khó lắm. Thành ra Ý Lan rất là xúc động là quý vị đến đây để hỗ trợ phòng thông tin và ủy ban bảo vệ quyền là người Việt Nam. Thì Ý Lan chỉ có muốn kết thúc với một câu rằng, bởi vì có nhiều người nói rằng một cái ủy ban nhỏ xíu mà làm sao có thể là đối đầu với một cái chế độ công an mấy trăm ngàn công an tại Việt Nam. Thì Ý Lan, bởi vì Ý Lan có cái niềm tin, Ý Lan đã sống được, đã biết được người Việt Nam. Người Việt Nam để chống đối 1.000 năm đô hồ giặc tàu, 100 năm đô hồ giặc tay, nhưng mà người Việt Nam vẫn là cái bản chất là người Việt Nam. Thì cái tính chất của người Việt Nam hết sức là đặc biệt. Thì Ý Lan thấy một cái câu rất là hay để mà kết thúc, để thấy rằng cái nỗ lực của một cái những người nhỏ nhoi so với cái bộ máy của Hà Nội đó là tức là bịa quên mất rồi đó. Nức cười châu chấu đá xe, tưởng rằng châu ngã, ai ngờ xe nghiêng. Đó là cái trường hợp của phòng thông tin Phật giáo quốc tế. Xin cảm ơn quý vị.